Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh SHI. Hôm nay, SHI xin trân trọng giới thiệu phần tiếp theo của quyển sách Tâm hồn cao thượng, tác giả Edmond de Amicis, do SHI thực hiện. Chương 11. Người bán thang và ông quý phái. Carlo Nobis lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha anh có vẻ người phong nhã, đứng đắn, trán rộng, râu đen, thường đưa anh đến trường. Sáng qua, Carlo cãi nhau với Betty là con của một người bán thang. Cũng lý, anh chẳng tìm được lời gì, phát cáu, nói: "Bố mày là đồ bần tiện!" Betty đỏ mặt, không nói được nữa, nước mắt chảy quanh. Trưa về, Betty kể lại chuyện cho cha hay. Buổi chiều, ông bố lập tức ra trường phàn nàn với thầy giáo. Ông ta đang phân trần thì theo lệ thường, ông Nobis cũng vừa đến cổng và cởi áo khoác cho con. Nghe thấy có người nói đến tên mình, ông tiến vào xem có việc gì. Ông Burboni nói: "Kìa, ông Nobis đã đến, vừa khéo. Ông này đang đến phàn nàn vì Carlo đã mắng con ông ấy bằng câu bố mày là đồ bần tiện." Ông Carlo cau mày và hơi đổi sắc mặt, quay lại hỏi con: "Có thật là con đã nói vậy không?" Carlo đứng ngay như gỗ, cúi đầu im lặng. Ông Carlo xin phép dắt con đến chỗ Betty và bảo: "Con hãy xin lỗi anh Betty đi." "Thưa ngài, xin thôi." Người hàng thang nói thế và toan chạy vào ngăn lại, nhưng ông quý phái không nghe, cứ bắt con xin lỗi. "Con nhắc lại câu này. Anh Betty, tôi xin lỗi anh về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã trót nói phạm đến cha anh, người mà cha tôi rất lấy làm hân hạnh được bắt tay." Không dám ngẩng mặt, Carlo cứ nguyên văn nhắc lại những câu cha vừa dạy bằng giọng thấp. Rồi ông Nobis đưa tay cho người bán thang bắt một cách rất nồng nàn. Bắt tay xong, bá tước quay lại nói với thầy giáo: "Thưa ngài, xin ngài làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi liền nhau." Ông Burboni đặt luôn Betty ngồi cạnh Carlo. Khi chúng đã yên ổn, ông Carlo chào và trở ra. Ông hàng thang đứng lại một lúc, bâng khuâng do dự. Ông ngắm hai trẻ ngồi sánh vai nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, ông chạy lại toàn ôm lấy Carlo. Xong, đến nơi, ông bỗng dừng lại, đành lấy bàn tay chứa hột sẻ, vuốt tóc anh Carlo rồi đi thẳng. Thầy giáo bảo chúng tôi: "Các con hãy nhớ lấy tấn bi kịch mà các con vừa xem. Đó là một bài học hay nhất trong năm." Chương 12. Mẹ tôi. Sáng nay, cô giáo Denkati lại chơi. Cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế, cha tôi răng tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động. "Trước mặt cô giáo của em con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enrico ơi, lần sau không được thế nữa. Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con. Nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng giỏ người. Và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải bỏ con thì lại sụt sùi. Con ơi, con nên nghĩ đến những lúc ấy. Và không nên tệ với mẹ con. Một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con. Một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mạng để cứu sống con. Con, trong đời con sẽ có những ngày buồn rầu, ảm đạm. Nhưng cái ngày buồn thảm nhất chính là ngày con mất mẹ con. Rồi đây,
con sẽ trưởng thành. Những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con. Và con sẽ ước gì lại nghe được thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con. Ví dụ lớn đến mức nào, khỏe đến mức nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mít lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng, lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ cũng còn một điểm thành thực trong tâm. Con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách. Enrico, con gian mẹ con đi, để mẹ con hôn con, cho cái hôn ấy xóa hết vết vô ơn trên trán con. Con, lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quý báu lớn nhất của cha. Nhưng cha thà không có con, còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ mình. Cha của con. Chương 13. Học trò nghèo. Cha tôi đã thứ lỗi cho tôi rồi, nhưng lòng tôi vẫn buồn nên chiều nay mẹ tôi cho tôi đi chơi với người gác cổng. Khi chúng tôi đi qua một cái xe bò đổ trước một cửa hàng kia, tôi thấy có tiếng người gọi tôi. Quay lại thì ra anh Coretti, bạn học của tôi. Anh mặc cái áo dài da rái cá và đội cái mũ nồi da mèo. Mồ hôi ướt đầm nhưng nét vui tươi vẫn lộ trên khuôn mặt. Anh đang vác trên vai một bó củi nặng. Một người đàn ông đứng trên xe chuyển củi cho anh mang vào hàng. Anh xếp đống rồi lại ra xe. Tôi hỏi: Anh đang làm gì thế? Anh vỗ vào bó củi trên vai, đáp: Anh coi đi thì rõ, tôi vừa làm vừa học bài nè. Rồi anh vai vừa vắt củi, miệng vừa lẩm bẩm. Người ta gọi sự biến hóa của tiếng động từ là những sự thay đổi của tiếng ấy về số và về các ngôi. Anh vừa ném củi vào đống củi, vừa đọc: Tùy theo thị của việc làm. Rồi lộn ra xe lấy củi, anh đọc tiếp: Và tùy theo cách của việc làm. Đó, anh học bài văn phạm để học hôm sau. Anh hỏi tôi: Anh xem tôi lợi dụng thời giờ như thế có được không? Cha tôi và người ở thì đi giao hàng, mẹ tôi thì ốm, cho nên tôi phải dỡ xe củi. Tuy nhiên, việc làm vẫn không ngăn trở việc học bài. Nhưng hôm nay chúng ta gặp phải bài khó quá, tôi nhai mãi không thuộc. Anh quay lại nói với người kéo xe bò: 7 giờ cha tôi về, bác hãy đến lấy tiền. Người đánh xe đi, anh rủ tôi: Anh vào chơi với tôi một tí. Tôi vào trong một gian rộng xếp đầy củi thanh và củi bó, cạnh cửa có một cây cân. Anh nói tiếp: Hôm nay nhà tôi bận rộn quá, tôi phải làm bài từng câu dụng, từng đoạn con. Lúc nãy đang viết thì có người gọi mua hàng. Bán xong á, vừa vào cầm bút thì có người xe củi tới. Từ sáng tới giờ tôi đã ra chợ củi ở bãi Venezia 2 lần rồi. Chân mỏi quá mà tay thì phồng lên. Bây giờ mà phay vẽ thì đến chịu. Anh vừa nói vừa quét những lá khô rải rác trên thềm. Tôi hỏi: Anh làm bài ở chỗ nào? Ở trong này, anh vào coi. Anh đưa tôi vào gian sau cửa hàng, là chỗ vừa làm buồng ăn vừa làm bếp. Trong một góc của cái bàn bày mấy quyển sách và vở, đang làm bài vở. Anh nói: Câu hỏi thứ hai hiện còn bỏ trống. Người ta dùng da thuộc để làm giày dép cưa ngựa. Bây giờ tôi viết thêm: Làm vali. Rồi anh cầm bút viết chữ rất tốt. Chợt, có tiếng hỏi ở ngoài hàng: Có ai bán hàng không? Đó là một người đàn bà đến mua củi. Có, tôi đây. Anh vội thưa, chạy ra cân củi, nhận tiền, biên sổ,
rồi vừa trở vào vừa nói một mình. Không biết họ có để yên cho mình làm hết bài không nữa. Xong anh ngồi viết nối, làm hòm, làm túi đạn. Viết đến đây anh hốt hoảng kêu: "Chết, hỏng cắm cà phê." Rồi anh chạy lại lò, nhấc ấm ra, nói: "Đây là cà phê của mẹ tôi anh ạ. Hai ta cùng mang vào đi. Thấy anh chắc mẹ tôi vui lòng. À, tôi còn phải biên thêm gì nữa ở dưới chữ túi đạn không? Kể thì còn nhiều thứ nữa, nhưng mà tôi chưa kịp nghĩ ra. Mời anh vào đây." Bạn tôi mở cửa, chúng tôi vào chỗ mẹ anh nằm. Bà nằm trên một cái giường rộng, đầu bịch khăn vuông trắng. "Thưa mẹ, cà phê đây." Nói xong, anh đưa mắt chỉ tôi và nói: "Đây là bạn học của con." Bà nói: "Quý hóa quá, đến thăm kẻ ốm là một điều hay cậu ạ." Anh Coretti nắn lại gối, kéo lại chăn cho mẹ, thêm lửa vào trong lò và đuổi con mèo ngồi chùm hổm trên mặt tủ. Mẹ uống xong, anh đỡ chén và hỏi: "Mẹ không cần gì nữa chứ? Mẹ đã uống 2 thìa thuốc ho chưa?" "Dùng hết con sẽ ra hiệu lấy. Củi con đã xếp đâu vào đấy cả rồi. Đến 4 giờ con sẽ nướng thịt như lời mẹ dặn. Và khi nào người hàng mở đi qua thì con sẽ trả 8 xu. Thưa mẹ, mẹ cứ yên tâm. Mọi việc đã có con chu toàn hết rồi." Bà hàng thang nói: "Ngoan lắm. Con tôi chẳng sót việc gì. Tội nghiệp." Nhân tiện anh Coretti lại chỉ cho tôi xem bức ảnh cha treo ở trên tường. Ông vẫn nhung phục, ngực đính quận công bội tinh, khuôn mặt giống anh như đúc, mắt sáng, miệng tươi. Rồi chúng tôi ra phòng ăn, cô Ricky bỗng reo to: "Tôi tìm thấy rồi!" Rồi anh chạy lại biên thêm vào vở: "Người ta dùng làm yên ngựa bằng da nữa." Anh nói tiếp: "Thôi, còn mấy câu hỏi nữa để khuya sẽ làm. À, Enrico, anh sung sướng quá, anh có đủ thời giờ để học, viết và còn có thời giờ để chơi nữa." Luôn luôn vui vẻ và lanh lẹ, anh đưa tôi ra ngoài hàng. Anh lấy những thanh củi đặt lên bàn, cứ mỗi thanh 2 nhát đứt đôi, rồi anh bảo tôi: "Đây là ngón giỏ khỏe gấp dạng món thể thao, co và duỗi cánh tay. Tôi muốn cắt hết đống củi này trước khi cha tôi về. Tất nhiên cha tôi sẽ hài lòng lắm. Nhưng mà khốn thay, sau những lần kéo cương như thế, những chữ T và L tôi sẽ viết ra hình rắn cả, đúng như lời thầy giáo thường kêu. Nhưng mà tôi biết làm thế nào chứ. Tôi sẽ thú thật với thầy. Con vận động cánh tay nhiều quá, ngón tay thành ra tê cả. Điều đó thì không ngại. Bây giờ tôi chỉ mong sao cho mẹ tôi chống khỏi. Nhờ trời, hôm nay mẹ tôi khá nhiều rồi. Còn bài văn phạm, đến ngày mai tôi dậy sớm học cũng kịp. À, kìa, xe thang đã về, tôi phải ra rồi." Một xe bò chất đầy bao đen đổ trước cửa hàng. Anh chạy ra nói chuyện với người đánh xe xong, rồi vào bảo tôi: "Bây giờ tôi không thể giữ anh được nữa. Đến ngày mai đi. Cảm ơn anh đã tạt vào thăm tôi. Tôi chúc anh đi chơi vui vẻ nha, anh Enrico sung sướng của tôi." Bắt tay tôi xong, anh chạy ra cổng từng bì thang một, từ xe vào hàng, rồi lại từ hàng đi ra, nét mặt tươi tỉnh dưới chiếc mũ da mèo. Ai trông thấy cũng phải chú ý. Enrico sung sướng, lời bạn đã tặng tôi. Nhưng không, anh Coretti, bạn quý của tôi ơi. Không, chính anh mới là người sung sướng, vì anh vừa làm vừa học và anh có ích cho cha mẹ hơn tôi, vì anh đảm đang và giỏi gấp trăm tôi. Chương 14. Ân nhân của bạn Nelly. Hôm qua, Nelly đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng: "Như thân tôi thì không bao giờ được ra lính." Cậu bé khốn khổ ấy học chậm lắm, người còm và xanh. Mẹ cậu là một bà tóc đỏ, áo thâm, cứ tan học là đến đón bọn cậu để khỏi bị anh em xô đẩy. Nhìn mẹ cậu vuốt ve và yêu dấu cậu biết chừng nào. Mấy ngày đầu, học trò cứ chế giễu cậu và lấy cặp thích vào lưng của cậu, nhưng không bao giờ cậu kháng cự và mét mẹ cả, vì cậu giấu không cho mẹ biết mình hay bị bắt nạt để mẹ không lo buồn.
Họ chọc ghẹo quá, lắm lúc cậu phải gục đầu xuống bàn và khóc thầm. Một hôm thấy thế, anh Garone can thiệp và bảo bọn học trò. Ai còn động đến Newly nữa, sẽ biết tay ta. Ta sẽ đá một trận đi nhớ đời. Franti chẳng coi lời dọa ấy vào đâu, cứ chế giễu hoài, liền bị Garone đá cho một cái lộn ba vòng. Từ đó không ai dám động đến Newly. Thầy giáo cho Garone ngồi cạnh Newly, hai cậu thành đôi bạn thân. Việc này chắc anh Newly về thuật lại với mẹ nên mới có câu chuyện sáng nay. Còn độ nửa giờ nữa là tan học. Thầy giáo sai tôi mang bản khóa, trình lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Tôi vừa vào phòng thì gặp mẹ anh Newly đến hỏi ông hiệu trưởng. Thưa ngài, ở đây có cậu nào tên là Garone hay không? Thưa bà có. Xin ngài làm ơn cho gọi cậu ấy đến đây để tôi hỏi chút việc. Có được không? Ông hiệu trưởng bấm chuông, gọi người gác cổng bảo đi gọi cậu Garone. Một phút sau thì cậu tới, có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu bị gọi về việc gì. Vừa trông thấy cậu ấy, bà Newly chạy luôn lại cầm tay và xoa đầu cậu một cách rất quý hóa. Cậu Garone đây sao? Cậu là bạn của Newly và chấn bên giật cho em phải không? Nói xong, bà tháo chuỗi dây thánh giá bằng vàng đeo vào cổ cho anh Garone và nói: Cậu em yêu quý của ta, em hãy nhận chút kỷ niệm này, kỷ niệm của một người mẹ vẫn cầu nguyện cho em và hết lòng cảm ơn em. Chương 15. Em bé trinh sát. Năm 1859, trong cuộc chiến tranh để giải phóng cho xứ Lombardy, quân Pháp và quân Italia đã đại thắng quân Áo ở trận Solferino và trận San Martino. Sau những trận này được mấy hôm, vào khoảng cuối tháng 6, một đội kỵ mã nhỏ đi nhẫn nha trong con đường hẻm về phía địch để dò xét hai bên cánh đồng. Đội kỵ mã này có một sĩ quan và một viên đội chỉ huy. Hai người đều im lặng, cố nhìn những tên lính xung phong bên địch vận đồ trắng thấp thoáng ở đằng xa. Đội kỵ mã cứ thế đi tới một cái nhà tranh, chung quanh trồng những cây tần bì cao lớn. Trước nhà có một đứa con trai độ 12 tuổi đang cầm dao róc vỏ cành tần bì để làm gậy. Trên cửa sổ nhà này có treo một lá cờ tam tại lớn, bên trong chẳng có ai cả. Khi thấy quân kỵ mã đến, đứa bé vứt que và cất mũ vào. Đó là một cậu bé tóc đỏ, mắt xanh, vẻ mặt quả quyết, cậu vận áo sơ mi hở ngực. Sĩ quan dừng ngựa hỏi: Em làm gì ở đây? Sao không đi lánh nạn với gia quyến? Cậu bé trả lời: Cháu không có gia quyến, cháu là một đứa trẻ bơ vơ. Cháu chỉ làm việc cho những người muốn tìm cách sinh sống cho cháu. Cháu ở đây để xem đánh trận. Em có thấy quần áo qua đây không? Không, đã ba hôm nay cháu không nhìn thấy. Sĩ quan suy nghĩ một lúc rồi xuống ngựa, trèo lên mái nhà tranh, nhìn xét, nhưng chỉ trông thấy một khu đồng hẹp vì nhà này thấp quá. Sĩ quan vừa tụt xuống vừa nói: Phải leo lên cây mới nhìn được. Ngay trước nhà có một cây tần bì cao lắm, ngọn mềm phe phẩy trong đám mây xanh. Sĩ quan đứng ngẫm nghĩ, nhìn cây rồi lại nhìn lính, rồi lại nhìn cây. Sau đột nhiên hỏi cậu bé: Em có tinh mắt không? Cháu à, mắt của cháu có thể nhìn rõ một con chim cách xa nghìn thước. Vậy em trèo lên cây này được chứ? Lên ngọn cây này? Chỉ là công việc trong nháy mắt. Em thử nhìn xem ở đằng kia, về phía địch của quân lính, cát bụi bay, ngựa hay súng ống gì không? Vâng. Em cố giúp ta, và em có muốn gì không? Cậu bé cười nhạt đáp. Không, cháu chả muốn gì cả. Nếu làm việc cho quân Áo thì có vàng cháu cũng không giúp. Còn làm việc cho quân ta thì... Bởi vì cháu là người Lombardy. Thế thì tốt lắm, trèo đi. Khoan, để cháu cởi giày đã. Cậu tháo giày, thắt chặt lại dây lưng, vứt mũ xuống cỏ rồi bám cây, leo thoăn thoắt như một con mèo.
Một lát sau, cậu bé đã lên tít ngọn cây, lá che kín chân, chỉ trông thấy ngực. Ánh nắng chiếu vào tóc cậu lóng lánh như nhuộm vàng để nhìn cho rõ. Nhìn thẳng đằng trước mặt, đằng xa một chút. Cậu phíu một tay, còn một tay giơ lên trán để nhìn cho rõ. Sĩ quan nói, có thấy gì không? Cậu cúi xuống lấy tay làm loa và trả lời. Có hai người cưỡi ngựa trên đường. Gần hay xa? Độ nghìn hay hơn nghìn thước. Họ tiến về phía này sao? Không. Họ đứng. Im lặng một lúc, sĩ quan lại hỏi. Em có trông thấy gì nữa không? Thử quay sang bên phải xem. Cậu bé nhìn về phía bên phải. Người sĩ quan lại tiếp tục hỏi. Có thấy người không? Không. Họ nấp cả trong ruộng lúa. Ngay lúc ấy, một viên đạn bay vút trên không và rơi xuống sau nhà. Sĩ quan kêu. Được rồi, xuống đi. Họ nhìn thấy em rồi. Ta không muốn dò thêm gì nữa đâu. Xuống ngay đi. Cậu bé đáp. Cháu không sợ. Xuống. Ta bảo là xuống kia mà. Từ từ đã. Ở đằng kia, ở bên trái cháu có thấy. Một viên đạn nữa vụt qua tai làm ngắt lời cậu. Cậu rùng mình kêu. Lũ quái định truy mình đi mà. Sĩ quan phát tức, thét. Xuống lập tức. Cậu đáp. Dân, cháu xuống. Xin chú yên tâm đi, đã có cây che cho cháu. Nhưng chú có muốn biết bên trái có gì nữa hay không? Không, không, đi xuống. Cậu bé nghiêng mình về bên trái, vừa nhìn vừa nói to. Bên trái gần nhà thờ, hình như có... Viên đạn thứ ba trúng ngọn cây, người ta thấy cậu lộn nhào. Trước còn bám vào cây, vào cành, sau buông tay và rơi lộn đầu xuống đất. Sĩ quan vừa nguyền rủa quân thù vừa chạy lại. Cậu bé nằm sõng sượt trên đất, hai tay giang ra, một dòng máu đỏ ở ngực chảy ra. Người đội và hai người lính xuống ngựa chạy lại. Sĩ quan mở áo sơ mi cậu xem thì viên đạn thấu phổi bên trái. Sĩ quan kêu. Tội nghiệp, thằng bé chết rồi. Viên đội nói tiếp. Không, nó còn sống. Sĩ quan gọi cậu bé. Em ơi, đứa em khốn khổ và can đảm của ta, tỉnh đi. Tỉnh đi! Sĩ quan vừa nói vừa cầm khăn mùi xoa lau vết thương cho cậu. Cậu mở bừng mắt rồi ngã đầu ra chết. Sĩ quan tái nhợt nhìn cậu bé hồi lâu, đứng dậy rồi lại nhìn, hình như không nỡ dứt. Sĩ quan buồn rầu nhắc lại. Thương thay, đứa trẻ can đảm. Nói xong, sĩ quan với lấy lá cờ treo ở trước cửa nhà kia phủ lên mình cậu bé như một tấm vải liệm. Chỉ để hở đầu. Viên đội nhặt giày, mũ, dao và gậy gọt dở để bên mình cậu. Sĩ quan đứng im lặng một lát rồi quay lại bảo viên đội. Ta sẽ cho xe Hồng Thập Tự lại rước em. Cái chết này có ý nghĩa quân nhân. Nhà binh sẽ phải chôn cất cho tử tế. Nói xong, sĩ quan giơ tay chào cậu bé lần cuối. Rồi mọi người lên ngựa thẳng tiến. Vài giờ sau, thi hài cậu bé được an táng theo tang lễ nhà binh. Khi đạo quân kỵ mã đi khỏi một lúc thì có một đại đội pháo binh đi đến. Chính đội này mấy hôm trước đây đã đổ máu một cách rất dũng cảm trong trận San Martino. Tin cậu bé can đảm kia đã bay tới các hàng quân một cách rất nhanh chóng. Vì thế khi qua chỗ thi hài cậu bé nằm dưới gốc cây tần bì, các sĩ quan đều giơ gươm chào. Một viên cúi xuống bờ suối gần đó rứt nắm hoa ném lên mình cậu bé. Thế rồi theo gương ấy, tất cả đội pháo binh ai cũng nhặt hoa ném vào. Trong vài phút đồng hồ, hoa phủ đầy thi thể cậu bé. Quan, lính lúc diễn qua, ai cũng nói. Càng đảm thay cậu bé xứ lầm bách đi. Dính việc em. Em đúng là một người dũng cảm. Dinh dự thay cho em. Chúc em yên giấc nghìn năm. Một sĩ quan tháo tấm quận công bội tinh của mình đặt nơi ngực cậu. Tức thì là một trận mưa hoa phơi phới rơi xuống ngực máu đào. Đầu tóc đỏ của cậu bé yên nghỉ dưới lá cờ tam tài đắp ngang. Nét mặt cậu bé như tươi cười. Phải chăng lòng cậu bé sung sướng và tự hào vì đã bỏ mình cho quê hương của cậu.
Chương 16. Kẻ khó. Hy sinh cho tổ quốc như cậu bé Lombardi là một đức tính siêu việt đã đành, nhưng cũng còn nhiều nết hay khác mà con không nên sao nhãng con à. Như sáng nay, lúc đi học về, con đi trước mẹ, con đã gặp một người đàn bà nghèo bế một đứa nhỏ còn xanh xao, yếu đuối và chìa tay xin con. Con nhìn người ta bằng cặp mắt lạnh lùng, con chẳng cho gì cả, mà chính lúc ấy túi con có tiền. Nghe mẹ, con ơi, con đừng tập thói làm ngơ trước cái nghèo khó ngửa tay xin con. Hơn nữa con lại càng không nên bước qua một người mẹ xin ăn cho con. Con hãy nghĩ đến bụng đói của đứa trẻ thơ, nghĩ đến sự đau khổ của người mẹ. Mỗi khi bố thí cho kẻ nghèo thì bao giờ họ cũng cảm ơn và chúc phúc cho mẹ, cho cả nhà ta được mọi sự lành. Những lúc chúc tụng ấy nghe êm ái biết dường nào, và lòng tạ ơn họ không biết bao nhiêu. Những lời cầu nguyện ấy sẽ thấu đến Đấng Thượng Đế để Ngài phù hộ cho tất cả những người yêu thương của ta. Vì thế, mẹ trở về rất hài lòng và tự nhủ. Người ấy đã cho ta nhiều hơn là ta đãi họ. Enrico, con hãy nghe mẹ. Thỉnh thoảng nên bớt một vài xu trong túi tiền của con để cho người già không chốn nương thân. Người mẹ không gạo, đứa trẻ không cha không mẹ. Những kẻ khó thích trẻ con vì như thế họ không nhục, vì trẻ con cũng như họ phải cần đến mọi người. Con có nhận thấy ở quanh trường thường có nhiều kẻ ăn xin hay không? Sự bố thí của người lớn là một việc làm phúc, nhưng sự bố thí của trẻ con không những là một việc làm phúc mà còn là một sự vỗ về. Vì mỗi lần đứa trẻ đem cho thì hình như đồng tiền kèm với bông hoa ở trong tay nó rơi ra. Nè con phải biết con có đủ cả, chứ kẻ khó thì thiếu hết. Khi con mong được sung sướng thì người nghèo chỉ cầu sao cho khỏi chết. Trong một đám có bao nhiêu là nhà giàu, trong một phố có bao nhiêu người sang trọng qua lại, có bao nhiêu đứa trẻ ăn mặc xa hoa. Thế mà vẫn còn thấy nhiều đàn bà và trẻ con đói khát, rách rưới, thực đáng buồn thay. Muốn cho người ta khỏi chê con là một kẻ vô tình thì từ sau con đừng bước qua một kẻ khó mà không cho gì hết. Mẹ của con. Chương 17. Tính khoe khoang. Hôm qua tôi đi chơi với anh Votini và cha anh. Khi qua phố Dora, chúng tôi thấy anh Stadia đang quay lại đá vung mấy người bạn đã vô ý chẫm phải chân anh, trong khi anh mãi nhìn một bản địa đồ treo trong hiệu sách, vì anh học cả ở ngoài trường. Chúng tôi gọi, anh chỉ hơi chào trả, thật là thiếu lịch sự. Chúng tôi mặc kệ anh và thẳng đường đi. Tôi để ý, nhìn anh Votini thì bao giờ anh cũng ăn mặc xa hoa quá thể. Đối với một đứa trẻ con như anh, giày da dê, áo nẹp thêu, mũ phất trắng, đồng hồ vàng. Anh ra bộ dương dương tự đắc lắm, nhưng lần này thì bị nhục. Cha anh thủng thẳng đi sau, còn anh và tôi thì chạy trước. Chúng tôi đến một cái ghế đá, đã thấy có một cậu bé cúi đầu ngồi nghỉ, vẻ mệt nhọc. Một người đàn ông nữa, có lẽ là cha của cậu, đi tản bộ dưới bóng cây, xem báo. Hai chúng tôi cùng ngồi ghế. Anh Votini len ngồi giữa tôi và cậu bé, đồng thời tìm cách làm cho cậu chú ý đến mình. Anh giơ một chân lên hỏi tôi, anh đã xem đôi giày bốt kiểu sĩ quan của tôi chưa? Anh nói thế cốt để cậu bé kia nhìn đôi giày mới của anh, nhưng cậu bé không hề liếc mắt. Thấy vô hiệu, anh bỏ chân xuống, rồi vừa trỏ vào những cái lon kim tuyến ở tay áo, vừa liếc sang cậu bé mà bảo tôi rằng, nè anh, lối diện này coi rợn quá, tôi còn định thay bằng bộ cúc bạc. Nhưng cũng phí lời vì cậu bé ngồi yên như thường. Anh Votini liền đặt mũ lên ngón tay trỏ quầy tít. Cậu bé nhất định không nhìn. Tức mình, anh rút luôn đồng hồ, mở nắp cho tôi xem các bánh xe. Nhưng cậu hàng xóm vẫn không nhúc nhích. Tôi hỏi, đồng hồ anh mã vàng? Anh đáp, không, bằng vàng cả. Nhưng bao giờ người ta cũng phớt bạc vào? Không, tôi cam đoan với anh rằng đồng hồ tôi toàn là vàng thôi. Rồi cố ý bắt cậu bé kia phải trả lời. Anh giơ đồng hồ ngăn mặt cậu và nói, nè anh coi, có phải bằng vàng cả không?
Cậu kia trả lời cục ngủng. Tôi không biết. Như bị trêu chọc, Vutini kêu. À, làm bộ nhỉ? Anh vừa kêu thì cha anh lại. Ông nhìn cậu bé rồi vội bảo anh. Im. Xong, ông ghé vào tai anh nói nhỏ. Đứa bé khốn nạn này bị mù, con ạ. Vutini nhìn kỹ cậu bé thì thấy hai con ngươi trơn như cùi nhãn. Anh kinh ngạc, cứng người, mắt nhìn xuống đất, lẩm bẩm. Chết chưa? Mình không biết. Cậu bé mù hiểu cả, nở một nụ cười tử tế thoảng qua nét buồn, nói. Không hề gì. Xét ra, Vutini có vẻ hòm hỉnh thật. Nhưng lòng anh không độc vì từ lúc ấy anh kém vui và có vẻ nghĩ ngợi hơn. Chương 18. Chú Phó Nề. Hôm nay, chú Phó Nề lại tôi chơi. Chú mặc áo cũ của cha chữa lại, hay còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. Anh Antonio vui tính lắm, mới gặp anh lần đầu mà cha tôi đã thích. Vừa tới cửa, anh lục mũ cách két đẫm tuyết bỏ túi, rồi thủng thỉnh bước vào như bộ một người thợ mệt. Nhìn bên nọ, nhìn bên kia, mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn thấy bức ảnh chú hề gù, anh liền nhăn mẩm thỏ, ai trông cũng phải tức cười. Chúng tôi chơi xếp nhà cửa. Anh khéo tay quá, bày những cầu và tháp rất tài tình. Anh cặm cụi và kiên tâm như một nhà nghề. Trong khi xếp đồ chơi, anh kể chuyện cho chúng tôi nghe. Nhà anh ở một gác xếp. Tối tối, cha của anh đi học lớp lao động để tập độc. Năm nay, anh mới 8 tuổi rưỡi. Cha anh cao lớn như người khổng lồ, vào cửa hay chạm đầu, mà người anh thì bé nhỏ trái hẳn với cha. Coi y phục của anh thì biết, cha mẹ anh thương anh lắm. Áo anh đã kép thêm cho đỡ rét. Cà vạt do tay của mẹ anh thắt rất diêm chúa nhưng sạch sẽ. 4 giờ chiều, chúng tôi ăn quà ngay ở ghế trường kỷ. Lúc anh đứng lên, tôi thấy một vết trắng dây vào lưng ghế. Chực lâu đi thì không hiểu sao cha tôi giữ tay tôi lại. Rồi sau đó, nhằm lúc không ai chú ý, cha tôi tự chùi lấy. Trong lúc nô đùa, anh đánh đứt một khuy áo, mẹ tôi đơm lại cho anh. Anh đỏ mặt, sững người nhìn mẹ tôi khâu và nín thở. Có lẽ anh đang áy náy vì đã làm phiền mẹ của tôi. Tôi cho anh xem những bức vẽ hoặc kê. Anh bắt chước những bộ nhăn nhó trong tranh rất hệt, khiến cha tôi phải bật cười. Hôm nay, chú Phó Nề được một ngày vui quá, lúc về quên cả đội mũ. Ra khỏi hè, như để tỏ lòng biết ơn, chú còn quay lại nhăn mẩm thỏ với tôi một lần nữa. Antonio về rồi, cha tôi bảo. Nè con có biết tại sao cha không cho con chùi ghế trong lúc bạn còn ở đó? Vì làm như thế, tựa như mắng bạn đã làm bẩn. Những vết trắng ấy, con có rõ ở đâu ra không? Đó là ở quần áo của cha anh đã quệt phải trong khi làm việc. Những dấu cần lao ấy ta phải kính trọng. Đó là cát bụi, đó là vôi, là sơn, chứ không phải là dơ bẩn. Sự cần lao không bôi bẩn bao giờ. Thấy một người thợ đi làm về, còn không nên nói rằng người này bẩn, mà còn phải nói trên áo người này có nhiều vết cần lao. Những điều ấy con nên ghi lòng tạc dạ. Con phải quý mến chú Phó Nệ kia. Trước hết vì đó là bạn của con. Sau nữa, đấy là con của một người lao động. Chương 19. Quả cầu tuyết. Tuyết xuống mãi. Vì tuyết mà sau buổi học sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền vo viên tuyết ném nhau. Những hòn nặng và rắn như đá. Lúc ấy, trên hè đông người qua lại, một người khách qua đường kêu lên. Đừng ném nữa, những thằng ranh kia! Thì ngay lúc ấy, bên kia đường có tiếng rú lên. Một ông già, hai tay bừng mắt, đang bước lảo đảo. Cạnh có đứa bé con kêu cứu ầm ĩ. Mọi người đổ đến, ông già khốn khổ đã bị một quả cầu tuyết ném trúng mắt.
lũ học trò đã chạy trốn. Tôi đang đứng ở cửa một hiệu sách đợi cha tôi vào mua, thấy mấy anh bạn chạy lại đứng ngoài tủ kính giả vờ xem. Nào anh Garune, nào anh Coretti, nào chú Phó Nề, nào anh Garofi. Lúc ấy, mọi người đều xúm xích xung quanh ông già bị nạn. Một viên cảnh binh dậm dọa nói: Đứa nào ném? Người ta tìm những đứa trẻ con khám xem tay ai ướt. Garofi đứng cạnh tôi, mặt xám như gà cắt tiết. Công chúng vẫn gào: Đứa nào? Là đứa nào? Tôi thấy anh Garune bảo anh Garofi: Ra đi, anh cứ ra nhận đi, đừng để người khác bị bắt quan. Garofi. Garofi đúng như cây sấy, đáp: Nhưng tôi đâu có định ném ông ta đâu. Dù sao thì anh cũng phải làm bổn phận của anh đi chứ. Nhưng tôi sợ lắm. Có việc gì đâu, anh cứ theo tôi. Viên cảnh binh và công chúng càng gào to: Đứa nào? Phải bắt cho bằng được. Nó ném vỡ kính đâm mù mắt ông già rồi. Nghe thấy thế, Garofi rúng cả người như sắp ngã xuống đất. Garune quả quyết giục: Cứ ra đi, tôi sẽ bênh vực cho anh. Nói xong, Garune đưa Garofi ra và ôm đỡ anh như một bệnh nhân. Trông thấy, công chúng hiểu ngay đó là tội nhân, họ hung hăng kéo đến. Garune đứng che cho bạn và nói: Có phải 10 người lớn định đánh một đứa trẻ con không? Họ đều thôi. Viên cảnh sát đến lôi Garofi qua đám đông, điệu vào một cửa hàng là chỗ người ta đã đưa ông già vào ngồi tạm. Trong ông già, tôi nhận ra là một người làm công trọ ở tầng gác thứ tư nhà tôi ở. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm mùi xoa ấp mắt, người cháu đứng cạnh ông. Garofi mặt tay mét, vừa khóc vừa nói: Tôi có ý định ném cô ấy đâu, tôi lỡ tay. Hai ba người đẩy mạnh anh vào hàng và thét: Quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ngay lúc ấy, có hai cánh tay mạnh mẽ nâng anh dậy và một giọng nói quả quyết buông ra: Thưa các ngài, không được. Đó là ông hiệu trưởng trường tôi. Ông đã nhìn rõ tấn kịch ấy. Garofi nức nở khóc, hôn tay ông già. Ông lão rờ đầu và xoa tóc anh, tỏ ý tha thứ cho một đứa trẻ đã biết lỗi. Lát sau, người ta cho Garofi về. Cha tôi cũng kéo tôi về. Đi đường, cha tôi hỏi: Nè Enrico, gặp những trường hợp như thế, con có can đảm ra thú lỗi hay không? Tôi đáp: Thưa cha, có. Con giữ lời chứ? Vâng, con xin thề với cha như thế. Chương 20. Các cô giáo trường tôi. Hôm nay, Garofi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng ông Burponi nghĩ mà thầy giáo phụ cũng không đến. Chỉ có bà cô Brome là bà giáo có tuổi nhất trong trường đến dạy thay. Hôm nay, bà có vẻ buồn vì con bà ốm. Bà bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói: Các con nên trọng mái tóc bạc của ta một chút. Ta không những là một bà giáo, ta còn là một người mẹ. Ai nấy đều nín thích, ngỗ nghịch như anh Ferranti cũng đành chịu nói thầm. Cô Dencati dạy em tôi lên thay bà Brome, còn lớp cô thì để cho cô mụ nhà chồng coi giúp. Người ta hay gọi thế vì cô hay mặc đồ thâm, da cô trắng, tóc trơn, mắt sáng, giọng lại thanh tao, hình như trời sinh ra chỉ để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên, cái giọng êm ái ấy cũng có oai quyền, khiến cho đám trẻ phải kinh sợ. Những đứa trẻ nghịch ngợm nhất ở trước mặt cô cũng phải thúc thủ. Trong trường còn có một cô giáo nữa tôi rất quý mến, là cô giáo lớp sơ đẳng. Cô sắc mặt hồng hào, má lúm đồng tiền, đầu đội mũ gài lông đỏ. Cô tính tình hòa nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, dạy học rất vui. Cô luôn gõ thước xuống bàn hoặc vỗ tay cho học trò ngồi im. Lúc học trò ra, cô thường theo sau để giữ cho chúng tôi đi thẳng hàng, xốc cổ áo cho em này, gài khuy áo cho em khác, theo ra tận đầu phố cho chúng tôi khỏi đánh nhau. Ngọt ngào nói với cha mẹ chúng, về nhà đừng đánh phạt chúng. Em nào ho thì phát kẹo thuốc, em nào lạnh thì cho mượn bao tay. Lúc nào cô cũng bị học trò vây đón tíu tích, kẻ kéo khăn quàng, người lôi cổ áo. Cô chịu khó lắm,
vừa dạy chữ vừa dạy vẽ. Cô đi làm để nuôi mẹ và em. Chương 21: Thăm ông già bị nạn. Cháu ông già bị thương hôm nọ học lớp cô giáo Nhu Hòa vui vẻ mà tôi vừa kể chuyện. Hôm nay tôi cũng trông thấy anh vì anh ở với ông nuôi nấng như con đẻ. Tôi vừa chép xong câu chuyện hàng tháng, nhan đề là chàng viết mướn thành Firenze để đọc tuần sau thì cha tôi bảo: ta lên tầng thứ tư xem tin tức ông già hôm nay ra sao. Chúng tôi lên gác, tìm vào một căn phòng tối mò. Ông già đang ngồi trong giường, chống tay lên gối. Bà vợ đứng đầu giường, người cháu đang chơi, mắt ông vẫn còn buộc băng. Thấy cha tôi đến, ông mừng rỡ mời ngồi và nói hôm nay ông đã khá nhiều rồi. Mắt ông không có việc gì, mai kia sẽ khỏi hẳn. Ông nói tiếp: thật là một cái hạng. Tôi chỉ thương cho thằng bé hôm ấy bị khiếp sợ quá thôi. Chợt có tiếng gõ cửa, ông tưởng bác sĩ đến thăm. Nhưng cửa vừa hé, tôi nhìn thấy anh Garofi trùm áo măng tô lù lù đứng ngoài, mắt nhìn xuống đất không dám bước vào. Ông già hỏi: ai đấy? Cha tôi đáp: là đứa trẻ ném tuyết hôm nọ đấy. Ông già gọi: con vào đây. Con đến hỏi thăm người bị thương đúng không? Con hãy yên tâm đi, hôm nay ta đã bớt nhiều rồi. Garofi thẹn thùng lại cạnh giường và cố nuốt nước mắt. Ông già xoa đầu anh cảm động quá không nói được lời nào. Ông già nói tiếp: cảm ơn con đã đến thăm ta. Con về nói với cha mẹ con rằng ta sắp khỏi hẳn và không việc gì để người khỏi băn khoăn. Garofi không nhúc nhích, coi bộ nghĩ ngợi. Hình như anh có điều gì trong lòng chưa dám nói ra. Ông già hỏi: con muốn gì? Dạ thưa không. Thôi, chào con. Con cứ về đi. Đừng lo lắng cho ta nữa. Garofi trở ra, song không hiểu sao anh đứng lại nhìn người cháu ông già chồng chọc, rồi bỗng dưng rút ở túi ra một gói giấy nhét vào tay cậu bé và bảo: anh cho em. Nói xong anh chạy đi ngay. Cậu bé đem giấy lại cho ông già mở ra xem. Tôi ngạc nhiên quá vì đó chính là quyển sổ quý báu của anh, quyển tem các nước mà anh đã sưu tập từ lâu, quyển sổ mà anh đã đặt bao nhiêu hy vọng và tốn biết bao nhiêu công tình. Tóm lại, nó là cái bảo tàng của anh, nó là huyết mạch của anh xẻ ra. Này anh thành tâm đem lại để chuộc tội.